Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa các bạn, tình hình dịch bệnh bây giờ cũng rất là nghiêm trọng rồi và rất là khó kiểm soát. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 16 tháng 3 năm 2020. Là cái ngày đầu tiên mà quy định của chính phủ là phải bịt khẩu trang khi đến các nơi công cộng như là bến xe, sân bay, trên các phương tiện công cộng hoặc là siêu thị vân vân. Thì tại Huế, tình hình buôn bán rồi bà con sinh hoạt các cái nơi công cộng như là các chợ vân vân đây đó như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng với bên chúng ta cùng đi thị sát cái tình hình cuộc sống của bà con đối phó với dịch bệnh như thế nào, buôn bán các cái dịch vụ khác của bà con ở Huế hiện nay. Xin quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Đây là cái con cảnh tại đường Phan Bội Châu, đây cái ngã rẽ vào đường Trần Anh Tông đi vào chợ Trường An thưa các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đi sâu vào bên trong chợ Trường An, một cái phường ở phía nam thành phố Huế gần đường Nam Giao, để chúng ta xem bà con buôn bán đối phó với tình hình dịch bệnh như thế nào. Cái giờ này là gần 10 giờ sáng quý vị. Tuy nhiên chúng ta thấy so với các ngày thường thì chợ rất là vắng. Thông thường đi qua đây thưa các bạn, chúng ta không có đường để đi luôn. Nhưng mà quý vị thấy dường như vắng hẳn, bà con ngại ra đường. Và phần lớn bà con có đeo khẩu trang hết. Đúng, rõ ràng chợ rất là vắng. Nhìn vào bên kia, bên trong chợ luôn quý vị, hình như chúng ta thấy rất là đếm số người vì nó rất là ít. Theo cái tầm nhìn của mình thì tầm cỡ 7-8 người bên trong thôi. Phía bên ngoài đường này cũng vậy. Thông thường bà con đứng rất là đông, nhưng mà bây giờ quý vị hoàn thấy rõ ràng ít, rất là ít. Bây giờ chúng ta thử đi vào bên trong một chút quý vị. Bên trong này thì đông hơn. Chắc lẽ là quý vị và các bạn cũng biết, là vì nhu cầu cuộc sống hàng ngày thì bà con cũng phải đi chợ mua cả cái thức ăn bên trong hàng cá và cả cái hàng thịt, rau quả, đồ dùng hàng ngày. Thì bà con đông hơn, mua bán nhiều hơn. Và người cũng đeo khẩu trang nhiều. Chúng ta thấy bên kia cái quán bún lang, bún bò, giò, gân, cua, chả. Buổi sáng từ bên trong quán cho đến ngoài các cái bàn ngoài vỉa hè không có một người khách luôn, chỉ có chủ và đội ngũ phục vụ thôi. Tiếp theo chúng ta đi đến cái khu vực của chợ Bến Ngư thưa bạn. Thường thì xe đầy đường cái ngã tư này, nhưng bây giờ rõ ràng quá là vắng. Lượng người bây giờ không bằng 10% so với mọi khi. Thông thường cũng vậy thưa bạn, đi qua cái đường này vào cái thời điểm này, giờ này thì cũng tầm 10 giờ kém buổi sáng, không có người, không có đường để đi luôn. Nhưng chúng ta thấy cái quán cảnh trước mắt. Chúng ta cùng đi sâu vào bên trong chợ một chút. Cũng rất là vắng thưa các bạn. Chợ Bến Ngư. Vâng, có cả cái hàng quán như là chè, cháo, rồi thịt, bún, vân vân. Đây cả cái hàng nước, cái trái cây. Phía bên ngoài chợ
tuy nhiên cũng rất là vắng người mua. Mấy ngày nay chị có bán được không chị? À không được hả? Và đây là đường Phan Bội Châu, phía bên ngoài của cái khu chợ vừa rồi, tức là chợ Bến Ngự thôi bạn. Đường phố cũng vắng hẳn. Rõ ràng tâm lý chúng ta và như bên đây cũng rất là ngại đi ra đường vào cái thời điểm này, trừ những cái công việc cần thiết phải đi. Ví dụ như là cần đi quay để cập nhật tình hình của Huế của chúng ta vào những cái ngày dịch bệnh như thế này. Chúng ta thấy đây là cái cảnh bên trong trường Quốc học, không còn một bóng người, một bóng học sinh nào. Ngôi trường vắng lạnh như tờ, gió thì hiu hiu thổi. Chúng ta nhìn vào cái khu vực sân chính của trường Quốc học. Chỉ có trường, sân, cây với hoa rơi và gió thổi. Tuyệt đối không thể người luôn. Đây là cái không gian cà phê kem Cali tại cái cung thiếu nhi thôi các bạn. Chúng ta thấy vắng tanh, chỉ có xa xa kia một số bàn quán xá, bây giờ quá vắng. Đây là quang cảnh sông Hương trước quán cà phê Cây Sĩ các bạn. Còn một cái đường đi bộ mới làm rất là đẹp, và chúng ta nhìn vào bên trong quán cà phê. Khoảng này cũng khá hơn bởi vì quang cảnh nó đẹp, cho nên chi cũng vẫn có một số khách đang ngồi nhâm nhi cà phê cũng như là ngắm cảnh bên bờ sông Hương. Để chúng ta nhìn vào quán cà phê ở cái góc này một chút. Quán này thì khá hơn mọi quán, có khách. Đây là trên đường Lê Lợi, thành phố Huế. Chúng ta thấy quang cảnh lượng xe lưu thông rất là vắng, vắng hẳn so với mọi khi. Và nhìn chung thì những ngày trước, quý vị các bạn thấy bà con tích trữ mua hàng rất là nhiều, nhất là tại các cái siêu thị, các cái hàng quán tạp hóa lớn. Nhưng mà có một cái điều hay, đó là giá gạo cũng như là thực phẩm nói chung không có tăng, hoặc là ở đâu đó có tăng đi chăng nữa nhưng mà cũng không nhiều thôi các bạn, tăng theo kiểu cục bộ tự phát thôi. Chứ còn về mặt nhà nước thì Thủ tướng đã thông báo với dân là Việt Nam không thiếu thực phẩm, các cái kho gạo, nguồn gạo vẫn còn chưa mở ra và đủ khả năng cung cấp mùa dịch cho bà con về dài ngày. Đây là một điểm dừng của xe buýt phía sau của Bệnh viện Trung ương Huế. Chúng ta thấy mặc dù mùa dịch bệnh làm cho nhiều người ngại ngùng, lo sợ, nhưng lạc quan một chút, chúng ta thấy cảnh quan Huế sông Hương vẫn đẹp mơ màng, vẫn xanh tươi. Đây là con đường bọc quanh bến xe Nguyễn Hoàng thưa bạn. Bên trong quán cà phê ngay phía đầu bờ bắc của cầu mới, cầu Phú Xuân, chúng ta vừa thấy cũng rất là ít khách. Quán này thì có một số khách. Và mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đi cái con đường phía sau này để chúng ta thấy tình hình sinh hoạt của bà con như thế nào. Quán ăn cà phê không có khách luôn.
17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2020, Huế đã đóng cửa tạm thời các cái điểm di tích. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục vào cửa ngăn xem bên trong đại nội cái cảnh quan bà con như thế nào, có ai đến không. Và thiệt nghĩ chắc là đã đóng cửa rồi thì quan cảnh chúng ta cũng thể mường tượng ra. Một mẹ buôn bán rau quả đi qua cái cổng cửa ngăn này, chúng ta thấy hôm nay rõ ràng vắng tanh. Cựu vị thần công cũng không thấy ai đứng tham quan cả, chỉ trừ có một anh chuyên về phục vụ xe ôm. Nhìn xa xa kia chúng ta thấy trước cổng đại nội dường như là cùng một cái không khí vắng vẻ như vậy. Nhìn kỹ chúng ta thấy có một đoàn du khách nước ngoài, không biết hôm nay đóng cửa rồi mà vẫn thấy du khách đến đây. Cái đoạn đường 23 tháng 8 mang bên trái của đại nội Huế thường là nhiều du khách sau khi đi tham quan đại nội xong thì đi ra đường này, mà bây giờ chúng ta thấy không có khách đi bộ, có nghĩa là không có người đi vào đại nội. Và chúng ta thấy bên đường 23 tháng 8 đi qua trước ngò môn, Huế đang trồng thêm các cái cây xanh nhỏ. Đây, một cái cây đang được trồng thưa các bạn. Và tuyến này cũng đang được chỉnh trang, nhân công thi công lạt đá vỉa hè để mở rộng cái con đường 23 tháng 8 này. Ngay cái vị trí này là cái bia Quốc Tử Giám các bạn. Chúng ta bây giờ đi ra cửa Thường Tứ. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đi qua xem cái cảnh quan tại chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo, bà con buôn bán sinh hoạt như thế nào. Các cái quán ăn tại cửa Thường Tứ cũng rất là vắng. Nhà nghỉ Thanh Phương thì đóng cửa, và một loạt nhà nghỉ đóng cửa luôn. Thậm chí quán bánh Lạc Thiện, Lạc Thành cũng đóng cửa. Đây là đường Trần Hưng Đạo gần chợ Đông Ba thưa các bạn. Một đoạn nữa là chúng ta sẽ đến cầu Trường Tiền. Chúng ta thấy một cái mặt phẳng đường lạng xây, rất là ít bóng người. Hiện trước nhà sách Phương Nam cũng thấy không có khách. Trước siêu thị Cốc Mắc, trung tâm TNL Plaza, có lẽ như là bà con mua sắm tích trữ đủ hàng. Nhìn vào bên cái tầng gửi xe cũng thấy là rất là ít xe. Đây là cái quang cảnh bên ngoài phía trước chợ Đông Ba. Chúng ta có thể xem cái cảnh quan bên ngoài thì đoán được cái mức độ buôn bán ở bên trong. Rõ ràng chúng ta thấy bà con lẽ ra cái thời điểm này là cái thời điểm cao điểm về buôn bán, bà con tấp nập đứng bên ngoài này chuyên chở hàng hóa. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thì lưa thưa thôi. Lâu lâu mới có một cái nhóm người chờ đợi cũng như là vận chuyển hàng hóa. Chắc có lẽ là có những người vì cái công việc, vì cái mưu sinh thì người ta phải buôn bán, phải đi đến chợ, phải vận chuyển, phải chờ đợi thôi. Còn phần lớn chúng ta thấy đây, cả cái hàng quán bây giờ ngồi không. Đấy, thấy bên đi qua là có người ngoắc ngay. Đấy, hy vọng là được mua để bà con bạn nhanh hết, nhằm kiếm được một phần nào lo cho cuộc sống. Cái hàng vàng duy mong cũng vậy, rất là ít người, chỉ có một người giao dịch vào thời điểm này thôi.
Bây giờ chúng ta đi vòng lui sau phía cái đường Trương Dương các bạn. Đây là cái hàng gạo rất là lớn. Chị mấy ngày nay gạo có tăng chị? Mấy ngày nay gạo có tăng không? Không tăng hả? À, thưa quý vị, giá gạo vẫn được bình ổn. Dạ, em quay để báo cáo cấp trên. Dạ. Gạo thiếu hả? À, gạo mình đây là Sài Gòn ra. À, thôi thì đề nghị cấp trên cung cấp gạo đủ số lượng. Mấy ngày nay chị bán được không? Mấy ngày nay chị bán có nhiều không? Bán ra như bình thường nữa đó hả? Chứ bà con không có mua tích trữ gì hết á? À dạ được rồi, dạ. Ngoài trường nữa hả? Dạ. Rất thấy các siêu thị bà con đi mua đồ nhiều rồi ó hả? À dạ dạ. Chúng ta đi sâu vào bên trong đường một chút nữa. Ồ đây cả cái hàng quán mì thôi các bạn. Bà con vẫn để trống trơn như vậy không che đầy luôn. Như vậy thì rất là nguy hiểm. Nếu mà dịch bệnh tràn lan thì nguy cơ lây nhiễm cực cao. À, các cái đối tượng bị lây nhiễm, các người bị lây nhiễm rất là khó kiểm soát bởi vì cái thời gian ủ bệnh khá là dài. F1, F2 chẳng biết tiếp xúc với ai. Như chúng ta thấy hiện nay theo báo chí thì có 2 người về cái ý thức cộng đồng, về cái khai báo y tế so với các cái cơ quan chức năng không trung thực, dẫn đến cái hậu quả bây giờ cũng khá là khó lường. Ồ, phía sau đường Trương Dương quý vị và các bạn thấy quá là vắng. Bình thường nếu đi như thế này thì không có chỗ mà đi, không có thể là chạy xe thoải mái như thế này được đâu thưa bạn. Rõ ràng tình hình dịch bệnh tác động quá lớn, tác động đến các cái hàng quán buôn bán và đặc biệt là quán nhậu, rồi cả cái hàng dịch vụ cộng đồng và giao thông vận tải như là các hãng hàng không v.v. đang điêu đứng. Hiện nay ở Huế thì theo thông tin chính thống thưa các bạn, người bị nhiễm Covid-19 thì là 2 vợ chồng người nước ngoài, người Anh. Còn lại thì chưa có thông tin là người Huế bị nhiễm. Tuy nhiên từ 2 vợ chồng bị nhiễm đó thì Huế đã khoanh vùng và cách ly cũng khá là nhiều người, F1, F2, F3 vâng vâng. Bình đo, bình tao đây. Hiện nay về Huế thì có nhiều cái địa điểm đang được lựa chọn để cách ly. Ví dụ như là cả cái trung tâm về quốc phòng, rồi có cái resort ở Thuận An đang cách ly 2 vợ chồng người Anh. Ồ, mình vừa đi ngang thấy người nước ngoài đi vào trên cái con đường này một cách rất là vô tư, không đeo khẩu trang luôn. Rõ ràng những cái nơi mà quý vị và các bạn thấy giống như bến xe, rồi phía bên cạnh đường Trương Dương sạc với cái siêu thị cấp mắt này này thường rất là đông người, bà con vận chuyển hàng hóa vân vân, nhưng mà chúng ta thấy cái lượng người bây giờ vào các cái trung tâm điển hình ở đây như chợ Đông Ba thì bên ước lượng thì tầm cỡ bằng 5% so với mọi khi thôi. Đây là cả cái hàng công ty tiệm buôn bán trên đường Trần Hưng Đạo phía đối diện với chợ Đông Ba thưa bạn. Chúng ta thấy cái lượng người mua bán rất là ít, một cái tình hình kinh doanh khá là ảm đạm, và điều đó là hiển nhiên là không những đang diễn ra ở Huế mà rất là nhiều nơi, như là thậm chí theo mình được biết thì tại Cali cũng có cái quy định cấm tụ tập nơi đông người trên 250 người trở lên là không được. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì
chưa có cái quy định là cấm nhưng mà lại là hạn chế. Tuy nhiên ngày hôm nay ngày 16 tháng 3 như bên họ nói thì Thủ tướng Chính phủ đã có cái quy định gọi là bắt buộc đeo khẩu trang tại các cái nơi công cộng, đặc biệt là sân bay, trên các cái phương tiện giao thông, siêu thị, đúng không? Bên kia là quán cà phê chúng ta thường thấy trong kênh YouTube Huyện Nam ngày nay, cà phê Bakery. Chúng ta cũng thấy có một vài người, có một số người trên đường Hùng Vương các bạn. Tuy nhiên bên trong quán cà phê, quán ăn, nhà hàng của cái khách sạn Duy Tân bên góc đường Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương chúng ta thấy không có người luôn. Và đây là cái cảnh quan trước quán cơm Chị Tèo tại địa chỉ 59 đường Hai Bà Trưng các bạn. Ồ, bây giờ quán cơm đã đóng cửa rồi. Một cái quán cảnh có vẻ hơi phủ phàng. Thường cái quán này rất là đông người vào thời điểm này. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi các bạn. Cũng là một cái tình hình chung. Qua cái đoạn đường Phan Đình Phùng này gần cầu Kho Rèn, trước cái công ty điện lực, chúng ta thấy vé chiêu rất là thú vị. Không biết quý vị có nghe ra trong tiếng ve có tiếng than thở, hoảng than về cái mùa dịch bệnh này không? Đây là một cái đoạn đường mà bà con vừa dừng tàu. Chúng ta thấy phần lớn bà con có đeo khẩu trang trong cái ngày mà quyết định đeo khẩu trang nơi công cộng có hiệu lực. Đây là phía bên ngoài trước chợ Phục Vận vào cái thời điểm lại ra sầm uất mua bán để chuẩn bị cho cái giờ cơm trưa. Nhưng người ta thấy cũng mang một cái bối cảnh chung đó là rất là vắng. Nhìn từ bên ngoài thì chúng ta cũng biết được cái tình hình buôn bán bên trong như thế nào. Đây, nhìn sâu vào bên trong thưa bạn. Phía trước mặt chúng ta bên kia đường Hùng Vương cũng một cái quán cảnh vắng mà bên cảm thấy bất ngờ luôn thưa bạn. Từ bên ngoài chúng ta cũng thấy được cái tình hình bên trong. Thường những cái chỗ này là đông nghịt bà con thưa bạn. Nhưng dường như giờ này chúng ta thấy số người thì đếm trên đầu ngón tay. Rất là vắng vẻ. Tuy nhiên vẫn có những người phải đi chợ mua sắm để ăn uống. Nhìn vào bên trong chúng ta thấy cũng rất là vắng. Vâng, thưa các bạn, như vậy là hồi sáng chúng ta cùng đi tham quan cảnh quan tại các chợ, quán cà phê, rồi trường học vân vân. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đi xem cái tình hình tại các cái quán nhậu như thế nào. Quý vị và các bạn đang xem video từ kênh YouTube Huyện Nam ngày nay. Nếu chưa bấm đăng ký thì hãy bấm đăng ký, rung chuông để nhận được các video khác mà kênh tải lên. Đây là đường Lê Hồng Phong quý vị và các bạn. Chúng ta tới một đoạn nữa sẽ có nhiều cái quán nhậu, tức là cái đoạn cuối đường Lê Hồng Phong gần với đường Đống Đá đấy.
chúng ta thấy bên kia đường là quán nhậu mắc mật quán. Bây giờ chúng ta thấy không có bàn ghế luôn, đã đóng cửa mất rồi. Rồi tiếp theo đó là quán đặc sản, các món ốc, ốc ba ba, sò, trìa, cũng đóng cửa, không có người. Đoạn này là quán A Sơn, cũng có một số bàn. Bên này là tre vàng, có thứ chưa có người quý vị, nhân viên mà bình thường hay là khách. Bây giờ lại ra là giờ nhậu rồi thưa các bạn. Theo đồng hồ của mình là 5:30, giờ tang sự, thường bà con hay tụ tập để nhậu rồi. Nhưng ta có lẽ là quý vị biết tại sao bây giờ một số quán vẫn chưa có khách, đường thì vắng. Đây là nơi giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và đường Đồng Đa. Chúng ta tiếp tục qua cái khu phố nhậu Sâm Út, ở gần cái khu An Cừu City các bạn, để xem tình hình cả quán nhậu như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đi xem về mình. Chúng ta đang đi trên đường Lê Việt Lường đây các bạn. Trước mặt chúng ta là cái khung cảnh của quán Rio trên đường Lê Việt Lường. Bàn ghế thì còn nhưng mà cửa thì đóng. Một cái quán cảnh rất là tội nghiệp. Bên này cái quán gì đây? Quán Chap Gia Food Beer. Đồng hoang vắng điêu tàn, dường như bị bỏ hoang. Tiếp theo là giả tàng quán. Các quán nhậu bây giờ hết thời luôn rồi. Đây là quán Play Coffee, không có người luôn. Rồi là đào tiên quán nướng Hàn Quốc rồi vân vân. Quý vị thấy không hề có một bóng người. Tiếp theo tại đường Hoàng Văn Thụ thưa các bạn. Bên này là Sùm Thái. Quán thì đẹp nhưng mà không có người. Hàng rào đóng chốt rất là kỹ. Bên này là Đại Dương, không có người nào cả, bàn ghế thì cũng dẹp luôn rồi. Rồi là Rô Bia, chúng ta thấy đóng cửa, phủ màn, che bạc. Bên kia Táo Đỏ thì còn trưng bày, nhưng mà không thấy khách. Đối diện với quán karaoke Táo Đỏ. Rồi quán Ba Giang, dường như người ta đã dỡ quán rồi các bạn. Người ta đang dỡ quán luôn rồi đây. Hết thời làm ăn rồi đây. Đập phá. Đây, chỉ còn là cái phần nền thôi, trả lại mặt bằng. Tiếp theo chúng ta đang đi trên đường Trần Hữu Dực. Tôm tẹp nai. Không hề có khách. Cà phê Hoàng Lan cũng đóng cửa luôn. Siam Thái Bis gì đây? Bistro cũng đóng cửa luôn rồi. Rồi bên kia là Gạo Quán, A Cử Lẩu Bò, Nhà Hàng Mây cùng close luôn các bạn. Nhà Hàng Mây thì còn mở cửa nhưng mà chúng ta nhìn kỹ đi, không thấy khách. Nhà hàng này cũng vậy, lên đèn rồi mà không thấy khách. Công ty cổ phần Mùng 1 tháng 5, một cái tòa nhà rất là to. Vâng, thưa quý bạn, như vậy quý vị và các bạn cùng với bên đi thị sát một vòng cái ngày đầu tiên của cái quy định buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại Huế, thì chúng ta thấy phần lớn bà con có đeo khẩu trang, nhưng mà cái tình hình buôn bán của bà con nói chung, nhất là cả cái hàng quán rất là ế ẩm, và đặc biệt là nhiều cái quán nhà hàng phải đóng cửa. Đến đây thì mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Quý vị và các bạn không quên like cho video, và nếu chưa bấm đăng ký rung chuông thì hãy bấm đăng ký rung chuông để nhận các video khác mà kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Xin trân trọng chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc.
và thành đạt, không có bị đau ốm gì cả. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng.